cái này là con ai tặng? Tặng cho em mà. Em gì má? Tặng cho má đó. À, giờ là má của cậu tôi rồi đó. À, tức là bà ngoại của tôi. À, cái cổ cậu. Ủa, cần cổ, cần cổ đó bị gì? Nó quấn con giờ bầm hết rồi cậu ơi. Con nói chuyện còn ngặt nghẹt, con nghe không? Muốn nghe được gì chứ? Đó giờ ai mới thấy là... mới thấy là ai băng cần cổ vậy? Không, à, bác sĩ nói con là trường hợp duy nhất trên thế giới luôn á. À, nhưng mà chỉ từ đó giới đó thôi là phải làm đám cưới. Rồi con sẽ xây cái nhà này lên mấy tầng lầu ha. Xe đó, chứ cũng phải mấy chục chiếc xe dữ dằn không ạ? Không phải, cái ý anh là không phải là cái chuyện mùng tơi đó, mà là cái chuyện mùng tơi mà hồi xưa hai đứa mình lúc mà còn nhỏ. Trời ơi, em giỡn anh chút thôi chứ em nhớ sao không nhớ ngày xưa hai đứa mình đó đi hái mùng tơi mà toàn là hái trái không à. Rồi rồi á, cái anh mới lấy cái mật mùng tơi đó, anh mới viết lên cái lá chuối. Dạ nói tính. Từ sao em hỏi chuyện không vui. Điện thoại hay là bất cứ nhắn nhủ một người nào tôi đều đã cấm cản hết rồi. Điện thoại tôi cũng lấy luôn rồi, đừng có mơ mà tìm hiểu nữa. Dạ bác đi. Ơi bác ơi đi. Dạ. Đi và gọi mãi tên anh. Ôi, quá trời điện luôn nhẫn. Má yên tâm đi, đám cưới sau này xong rồi đó ha. Là con nên vàng gì đấy để mà. Cuộc đời là vách trắng, là giàu thương. Thương em tiếng hát sang buồn. Một mai mưa hớt áo em, áo mộng đường mình dáng nhỏ chân. Con yêu thương riết mày lú hay sao vậy? Ừ, ừ, thôi bắt đầu. Mày vẫn trời ơi, con vợ của tôi bữa nay tôi không gặp được á nha. Tôi cạo nhà bà. Tôi đốt đi vườn chuối bà. Trả vàng hết cho tôi. Con mình sụ khổ hoài như vậy không biết nữa. Mày đúng là cái thằng mưu xấu kế độc. Hay lắm. Hay lắm.